Giá tiêu được chúng tôi cập nhật vào lúc 4 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2024. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá tiêu hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2024 có nên thành lập sàn giao dịch hàng hóa, trong đó có mặt hàng hồ tiêu. Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước. Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IBC đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 23 tháng 8, theo giờ địa phương như sau. Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ 0,16%, đạt 7.490 đô la mỗi tấn, tương tự, giá tiêu trắng muôn to cũng tăng nhẹ 0,16%, xuống còn 8.818 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta 570 của Rajin đi ngang, đạt 6.300 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia đi ngang, đạt 8.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta của nước này cũng đi ngang, đạt 10.400 đô la tấn. Giá tiêu các loại của Việt Nam được giữ ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 eo giữ ở mức 5.800 đô la mỗi tấn, loại 550 GRL giữ ở mức 6.200 đô la tấn. Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam giữ ổn định ở mức 8.500 đô la tấn. Hiệp hội hạt tiêu và cây giao vị Việt Nam, VBSA dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung hạn chế. Về dài hạn trong 3 đến 5 năm tới, lượng tiêu sản xuất ra chưa thể đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Việt Nam chỉ còn khoảng 30% tồn kho tiêu, tương đương 50.000 đến 55.000 tấn. Theo VBSA Sản lượng vụ tiêu tới có khả năng sẽ tương đương hoặc cao hơn so với năm 2024, lượng tiêu tồn kho trong dân không còn nhiều và dù tình trạng sâu bệnh vẫn tồn tại nhưng không quá nghiêm trọng. Bà Hoàng Thị Liên, chủ tịch VBSA cho biết, Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp về việc thành lập sàn giao dịch hàng hóa và hồ tiêu cũng sẽ là một trong những mặt hàng được giao dịch. Đây không phải là ý tưởng mới Trước đó đề xuất thành lập sàn giao dịch hồ tiêu cũng được VBA, tiền thân của VPSA đưa ra cách đây 8 năm, tháng tháng 5 năm 2016. Hiệp hội cho rằng hồ tiêu của Việt Nam đã chiếm trên 50% sản lượng thương mại của thế giới trong nhiều năm và việc thành lập sàn giao dịch sẽ giúp ngành có thêm sức mạnh phát triển thị trường, chi phối thương mại hồ tiêu toàn cầu. VPA nói thêm hồ tiêu là mặt hàng có thể bảo quản trong kho từ 2 đến 3 năm nên nông dân biết cách giữ hàng chờ thời điểm được giá mới bán. Điều chưa từng xảy ra ở các mặt hàng nông sản khác. Thế nhưng, tâm lý này khiến cho thị trường tiêu không ổn định. Đó cũng là một trong những lý do chính để VBA xây dựng ý tưởng thành lập sàn giao dịch hồ tiêu. Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm trong nước dự ổn định sau 5 ngày tăng mạnh, đạt mức 145.000 đồng kg mặt bằng giá tiêu trung bình trên thị trường nội địa dao động quanh ngưỡng 142.000 đến 145.000 đồng kg. Cụ thể, ở khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 145.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai cũng giữ ổn định ở mức 144.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông đi ngang đạt 145.000 đồng kg tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai cũng đi ngang, đạt 144.000 đồng kg, riêng giá tiêu hôm nay tại Bình Phước giảm 2.000 đồng mỗi kg, xuống còn 142.000 đồng mỗi kg.